Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn cách xác nhận kết bạn Zalo và kết bạn theo gợi ý Zalo bằng phần mềm Zalo Plus. Trước tiên các bạn mở phần mềm Zalo Plus lên, kích vào biểu tượng Zalo Plus. Sau đó thì sẽ đăng nhập nick Zalo vào. Các bạn vào tab đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Zalo. Tại đây thì mình sẽ đăng nhập bằng tài khoản Zalo, thì các bạn nhập số điện thoại và mật khẩu ở đây. Sau đó chọn thêm. Thì ở đây các bạn có thể đăng nhập Zalo bằng hai cách. Cách thứ nhất là xác minh ở đây. Và cách thứ hai thì các bạn nên sử dụng, đó là login bằng mã QR code. Thì các bạn sẽ truy cập Zalo ở trên điện thoại, sau đó đăng nhập nick Zalo vào và vào mục quét mã QR code ở trên Zalo và quét ở đây. Sau khi quét xong thì nó sẽ hiện cái nick của bạn vừa đăng nhập ở đây. Sau đó các bạn chọn login thì sẽ đăng nhập được nick đó vào. Các bạn có thể đăng nhập nhiều nick bằng cách sử dụng cộng tab. Mỗi tab thì có thể đăng nhập một nick ở đây. Sau khi đăng nhập xong thì các bạn sẽ vào tab kết bạn theo gợi ý. Trước tiên là xác nhận tất cả các yêu cầu kết bạn nhận được. Những cái yêu cầu kết bạn mà mình nhận được thì sẽ hiện cái màu xanh ở đây. Đó là những cái người mà gửi yêu cầu kết bạn đến mình. Thì giờ mình sẽ tự động xác nhận tất cả những cái yêu cầu đấy. Thì các bạn sẽ chọn xác nhận tất cả các yêu cầu kết bạn nhận được. Ghi đã xác nhận là đã xác nhận thành công. Các bạn chọn OK. Thì đó là cách xác nhận tất cả các yêu cầu kết bạn nhận được ở trên Zalo. Tiếp theo là kết bạn theo gợi ý. Thì bên cột bên trái này sẽ hiện một loạt những cái danh sách. Cái danh sách này có được có thể là do gợi ý từ Zalo hoặc là do đồng bộ danh bạ. Thì giờ mình sẽ gửi lời mời kết bạn đến những cái người này. Thì các bạn, đầu tiên thì các bạn sẽ nhập cái lời mời kết bạn ở đây. Các bạn để U thì nó sẽ tự động chèn tên cái người mà mình sẽ gửi yêu cầu kết bạn. Ví dụ xin chào U thì nó sẽ xin chào và điền cái tên của người mình gửi kết bạn ở đây. Tại đây thì các bạn có thể lọc theo điều kiện để kết bạn. Ví dụ như là lọc theo giới tính thì các bạn tích chọn và chọn ở đây là nam hay là nữ. Hoặc là các bạn có thể kết bạn theo độ tuổi thì mình tích chọn kết bạn theo độ tuổi và nhập cái số tuổi mà mình muốn kết bạn ở đây. Hoặc là kết bạn theo thời gian hoạt động thì tích vào đây và chọn ngày. Nó sẽ chọn những cái người mà có hoạt động từ ngày này đến hiện tại để kết bạn. Ví dụ ở đây thì mình sẽ lọc để kết bạn nam chẳng hạn, độ tuổi từ 18 đến 30. Và cái thời gian delay ở đây thì các bạn nên để từ 10 giây đến 30 giây. Sau đó chọn bắt đầu để gửi yêu cầu kết bạn. Thì nó sẽ check những cái người ở đây. Nếu mà ai thỏa mãn điều kiện này thì nó sẽ tự động gửi yêu cầu kết bạn. Ghi đã gửi yêu cầu, tức là đã gửi yêu cầu kết bạn thành công.